Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô hướng dẫn các em môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách cánh diều. Bài 14, công cha nghĩ mẹ. Bài đọc 2, con nuôi. Sách tiếng Việt 2, tập 1, trang 115. Tiết học này, các em chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt, vỡ ô ly, bút mực. Một phút dành cho các em chuẩn bị. Trước khi vào bài học, cô mời các em quan sát tranh. Trong tranh các em thấy gì nào? À. Đây là hình ảnh một lớp học. Trong lớp học có cô giáo và các bạn học sinh. Cô giáo cầm bức tranh để làm gì? Và trong tranh có điều gì thú vị? Cô mời các em đọc và tìm hiểu bài Con nuôi nhé. Các em mở sách ra trang 115 hoặc các em xem trên màn hình, theo dõi nghe cô đọc nhé. Con nuôi. Một hôm cô giáo cho cả lớp xem một bức tranh rồi hỏi các em có nhận xét gì về bức tranh này đó là bức tranh vẽ một gia đình trong tranh một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn mọi người hầu như cả lớp đều nhận ra điều này hoàng nhanh nhảo giơ tay thưa cô bạn này là con nuôi ạ à? cô giáo mỉm cười em nói đúng rồi nhưng ai có thể nói về tình cảm giữa mọi người trong gia đình này cô giáo vừa dứt lời thì ngọc lên tiếng thưa cô em nhận thấy mọi người trong gia đình này rất yêu quý nhau em biết vì em cũng là con nuôi ạ à? con nuôi là gì một học sinh hỏi không một chút chần chừ ngọc kiêu hãnh trả lời bố mẹ tớ bảo con nuôi không được cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ cô giáo và tất cả các bạn trong lớp dành cho ngọc một tràng vỗ tay thật ấm áp theo sách hạt giống tâm hồn cô vừa đọc xong bài bây giờ cô mời các em đọc lại bài nhé Bây giờ chúng ta chuyển sang phần luyện đọc từ nhé. Bức tranh. Bức tranh. Sinh ra. Sinh ra. Trái tim. Trái tim. Vỗ tay. Vỗ tay. Cô mời các em đọc lại tất cả các từ này nhé. Các em đã luyện đọc từ xong. Bây giờ các em sẽ chuyển sang phần luyện đọc ngắt nghỉ hơi hợp lý ở một số câu sau nhé. Câu thứ nhất. Các em lưu ý khi đọc đến dấu phẩy các em ngắt hơi. Dấu chấm thì các em nghỉ hơi. Các em nghe cô đọc câu này nhé. Trong tranh một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn mọi người. Cô mời các em đọc lại câu này. Câu thứ hai, các em đọc tương tự, cách đọc như câu 1. Các em nghe cô đọc. Thưa cô, em nhận thấy mọi người trong gia đình này rất yêu quý nhau. Cô mời các em đọc lại câu thứ hai. Bài đọc hôm nay được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, số 1, đoạn 2, số 2, đoạn 3, số 3, tương ứng với số thứ tự trong bài. Bây giờ cô mời các em luyện đọc nói tiếp đoạn nhé. Các em chú ý, nghe cô đọc. Con nuôi, một hôm, cô giáo cho cả lớp xem một bức tranh rồi hỏi. Các em có nhận xét gì về bức tranh này? đó là bức tranh vẽ một gia đình trong tranh một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn mọi người hầu như cả lớp đều nhận ra điều này hoàng nhanh nhảo giơ tay thưa cô bạn này là con nuôi ạ à? cô mời các em đọc lại đoạn một nhé Tiếp tục, chúng ta đọc đoạn 2. Các em chú ý nghe cô đọc. Cô giáo mỉm cười, "Em nói đúng rồi, nhưng ai có thể nói về tình cảm giữa mọi người trong gia đình này?" Cô giáo vừa dứt lời thì Ngọc lên tiếng, "Thưa cô, em nhận thấy mọi người trong gia đình này rất yêu quý nhau. Em biết vì em cũng là con nuôi ạ." À. Cô mời các em đọc lại đoạn 2. tiếp tục chúng ta đọc đoạn 3. Cô mời các em chú ý. Con nuôi là gì? Một học sinh hỏi. Không một chút chần chừ Ngọc Kiêu Hạnh trả lời. Bố mẹ tớ bảo, con nuôi không được cha mẹ sinh ra, nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ. Cô giáo và tất cả các bạn trong lớp dành cho Ngọc một tràng vỗ tay thật ấm áp. Theo sách Hạt sống tâm hồn. Cô mời các em đọc lại đoạn 3. Các em vừa luyện đọc nối tiếp đoạn. Bây giờ các em hãy cùng cô luyện đọc lại cả bài nhé. Các em chú ý nghe cô đọc. Con nuôi, một hôm cô giáo cho cả lớp xem một bức tranh rồi hỏi. Các em có nhận xét gì về bức tranh này? Đó là bức tranh vẽ một gia đình. Trong tranh, một cậu bé có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn mọi người. Hầu như cả lớp đều nhận ra điều này. Hoàng nhanh nhảo dưa tay thưa cô bạn này là con nuôi ạ à? cô giáo mỉm cười em nói đúng rồi nhưng ai có thể nói về tình cảm giữa mọi người trong gia đình này cô giáo vừa dứt lời thì ngọc lên tiếng thưa cô em nhận thấy mọi người trong gia đình này rất yêu quý nhau em biết vì em cũng là con nuôi ạ à? con nuôi là gì một học sinh hỏi không một chút chần chừ ngọc kiêu hãnh trả lời bố mẹ tớ bảo con nuôi không được cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ. Cô giáo và tất cả các bạn trong lớp dành cho Ngọc một tràng vỗ tay thật ấm áp theo sách hạt giống tâm hồn. Cô mời các em đọc lại bài nhé. Trong bài có một số từ cần hiểu nghĩa, các em sang phần giải nghĩa từ nhé. Chần chừ. Có nghĩa là gì các em? Chần chừ có nghĩa là ngần ngại, chưa quyết tâm làm ngay. Kiêu hãnh. Kiêu hãnh có nghĩa là gì các em? Kiêu hãnh có nghĩa là tự hào về giá trị của mình. Để hiểu sâu bài hơn, các em cùng cô qua phần đọc hiểu nhé. Câu hỏi thứ nhất Cô giáo yêu cầu học sinh làm gì? Cô mời các em đọc thầm đoạn 1 để tìm ý trả lời cho câu hỏi 1 nhé. À, cô giáo yêu cầu chúng ta làm gì? Cô giáo yêu cầu học sinh xem bức tranh, gia đình và nêu nhận xét về bức tranh. Câu hỏi số 2. Các em lưu ý nghe cô đọc. Vì sao Hoàng nhận ra bạn trai trong bức tranh là con nuôi? Cô mời các em đọc thầm lại đoạn 1 tìm ý trả lời cho câu hỏi 2 nhé. À, Hoàng nhận ra bạn trai trong bức tranh là con nuôi. Vì bạn trai đó có màu tóc và khuôn mặt khác hẳn mọi người. Chúng ta tiếp theo câu hỏi số 3. Theo Ngọc, tình cảm giữa mọi người trong bức tranh như thế nào? Cô mời các em đọc thầm lại đoạn 2, tìm ý trả lời cho câu hỏi số 3 này nhé. À. Theo Ngọc, mọi người trong gia đình này rất yêu quý nhau. Đến với câu hỏi số 4. Câu nói nào trong đoạn 3 giúp em hiểu bạn Ngọc được bố mẹ nuôi rất yêu thương? Cô mời các em đọc thầm đoạn 3 tìm ý trả lời cho câu hỏi 4 nhé. Nào, các em tìm thấy câu nói chưa nào? À, câu nói giúp em hiểu bạn Ngọc được bố mẹ nuôi rất yêu thương là Bố mẹ tớ bảo con nuôi không được cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ. Ở câu nói này giúp chúng ta thấy bạn Ngọc được bố mẹ nuôi rất yêu thương. Cô đã hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu nội dung của bài. Vậy qua bài học này giúp các em cảm nhận được điều gì? À, giúp các em cảm nhận được niềm vui của Ngọc khi được cha mẹ nuôi yêu thương và niềm tự hào của Ngọc về gia đình. Đó cũng chính là ý nghĩa bài có các em. Cô mời các em đọc lại ý nghĩa của bài nhé. Về nhà các con luyện đọc lại đoạn 3 nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần luyện tập. Các em chú ý nghe cô đọc lại yêu cầu của bài tập 1 nhé câu a với nhận xét của bạn ngọc về bức tranh câu b với câu nói của bố mẹ bạn ngọc ở bài tập này các em có thể cùng bạn hoặc người thân một người nói lời nhận xét một người nói lời đồng ý bây giờ các em hãy thảo luận với những câu nói này nhé các em thảo luận xong chưa nào cô mời các em đọc lại lời nhận xét về bức tranh của bạn ngọc nhé mọi người trong gia đình này rất yêu quý nhau vậy em nói lời đồng ý với ý kiến người khác như thế nào à bạn nói rất đúng mình đồng ý với ý kiến của bạn nào cô mời các em đọc lại câu nói của bố mẹ bạn ngọc nhé bố mẹ tớ bảo con nuôi không được cha mẹ sinh ra nhưng được nuôi dưỡng và lớn lên từ trái tim yêu thương của cha mẹ Vậy em nói lời đồng ý với ý kiến người khác như thế nào? À, bố mẹ bạn nói rất đúng và rất hay. Ở bài tập này các em đã nói được lời đồng ý của mình với ý kiến của người khác. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 2 nhé. Các em chú ý nghe cô đọc yêu cầu bài tập số 2. Đặt câu theo mẫu ai thế nào để nói về a, tình cảm của bố mẹ nuôi với bạn Ngọc, b tình cảm của bạn Ngọc với bố mẹ nuôi. Bài tập này cô mời các em làm vào vở nhé. Các em đặt câu xong chưa nào? Cô mời các em cùng xem cô đặt câu nhé. Ở câu A, cô đặt câu như sau: Bố mẹ nuôi rất yêu quý Ngọc. Ở câu B, cô đặt câu như sau: Bạn Ngọc rất yêu thương cha mẹ nuôi. Đây là hai câu đặt theo mẫu ai thế nào để nói về tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Các em lưu ý, khi đặt câu, câu phải có nghĩa, chữ cái đầu câu chúng ta phải viết hoa, hết câu phải có dấu chấm câu. Các em thân mến, hôm nay cô đã hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu bài Con nuôi. Qua câu chuyện này, các em thấy con cái trong gia đình dù là con do cha mẹ sinh ra hay là con nuôi đều được cha mẹ anh chị em yêu thương ở bài đọc này cũng giúp các em luyện tập nói lời đồng ý với ý kiến của người khác và đặt câu theo mẫu ai thế nào ở nhà các em đọc lại bài này nhiều lần nhé trả lời các câu hỏi và hoàn thành các bài tập mà cô đã hướng dẫn tiết học chúng ta đến đây là hết rồi cô chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em buổi học sau nhé cô chúc các em chăm ngoan học giỏi